Tiếp theo bài học hôm nay đó là bài xác định các nốt ở dây dây ngoài nhưng mà thế tay hai, có nghĩa là chúng ta xuống dưới này này. Thì ở đây tôi đã dán sẵn các nốt cho các bạn rồi. Các nốt nó như thế này này. Đấy, tôi đã dán và ghi tên sẵn cho các bạn rồi nhá. Thì các bạn chỉ cần là bấm đúng là được. Nhưng mà cái quan trọng là các bạn phải biết là khi di chuyển lên chúng ta sẽ bắt bằng ngón nào để lên để chúng ta có sự thuận tiện. Khi lên và khi về chúng ta có sự thuận tiện, không bị ríu rít các ngón, mà các bạn phải lưu nhớ cho mình rằng đó là bấm nốt nào nó phải đúng là nốt đấy chứ không lúc di chuyển. Ví dụ như là đô thì lại bấm thành ngón hai là không được, là đô mà bấm đấy, ví dụ thế. Hoặc là rê khi các bạn chuyển xuống là rê mà các bạn lại bấm thành ngón một là không được, mà nó là ví dụ là rê là ngón hai, là mi là ngón ba, là fa đấy, kiểu đấy. Rồi bắt đầu son son la si đô, đó là thế tay một đúng không? Thế tay một thì là nốt đô chúng ta là ngón ba, nhưng mà khi thế thế tay hai các bạn đi xuống cho mình là nốt đô đây, son la si đô. Đô các bạn sẽ chuyển thành ngón tay số 1, giống như bài lần trước mình hướng dẫn cho các bạn ở dây trong, thì là dây trong là nốt pha là ngón 1, thì tương ứng đó là dây ngoài là nốt đô cũng là ngón 1 đó. Các bạn cố gắng phải nhớ dây trong dây ngoài có những nốt gì thì chúng ta sẽ thuận tiện sau này chúng ta chơi đàn. Mình làm lại son la si đô, đô là ngón 1, cái này bất di bất dịch nha. Tiếp theo có nốt rê là ngón số tay số 2 đấy, đô rê. Tiếp theo sẽ có nốt mi là ngón tay số 3 hay còn gọi là ngón tay đeo nhẫn, đô rê mi. Tiếp theo chúng ta có nốt pha là ngón út. Lưu nhớ rằng nốt mi và nốt pha rất là gần nhau, chứ không bấm xuống thế này là nó bị thành nốt xón. Nốt pha. Đô, rê, mi, pha, pha, mi, rê, đô. Các bạn, mình đọc lại nhá. Đô là ngón 1, rê là ngón 2, mi là ngón 3, pha là ngón 4. Bất di bất dịch nhá. Còn sau này khi các bạn cao siêu rồi lúc đấy đôi lúc chúng ta sẽ không thể cố định như thế, nhưng mà bây giờ là mình đang học căn bản, mình phải cố định, tuân thủ cái cố định này cho tớ đúng không? Đấy, không là các bạn sẽ bị loạn. Rồi bây giờ quay về thì chúng ta cần phải chú ý gì? Đây. Fa mi re do si. Chúng ta chú ý là đi về chúng ta sẽ bắt vào nốt C là ngón tay số 2. Mình làm lại này. Fa mi re do si. Đấy, thế là chúng ta là có sẵn luôn nốt la nằm ở đây. La son đúng không? Mình làm lại cả lên cả về nhá. Son la si đô, chuyển lên ngón 1, rê 2 mi 3, fa 4, về fa mi re đô si, ngón 2 la son. Rồi chúng ta đã hoàn thành được các nốt của dây ngoài thế tay 2. Chúc các bạn học thành công.